Hello, chào tất cả anh em. Như mọi người đã biết thì hôm nay thời tiết đã chuyển sang thu với cái khí trời mát lạnh rất là dễ chịu. Với cái điều kiện này chúng ta có thể ra thuộc trầm hương, thuốc lá, bất kỳ một con chai nào chúng ta có thể cân hết một cách nhẹ nhàng. Do đó ngày hôm nay mình sẽ dựa anh em top 10 chai nước hoa sử dụng trong mùa thu 2020. Mình rất hy vọng rằng dựa trên cái video này của mình thì anh em có thể thêm một chút thông tin để tham khảo trước khi chúng ta muốn mua một chai nước hoa sử dụng trong mùa thu. Và nếu như anh em muốn tìm hiểu một sản phẩm nào cả full và chiết thì rất là mong các anh em hãy click vào cái đường link ở bên dưới nơi mình chia sẻ những sản phẩm hiện nay mình đang bán, hiện mình đang có. Hoặc nếu như mình chưa thấy post mà các anh em muốn tìm hiểu thì rất là mong các anh em hãy cứ inbox mình, chúng ta sẽ trao đổi. Còn bây giờ chúng ta hãy đến với chủ đề chính của video ngày hôm nay. Ok, let's go. Ở vị số 10 chai nước hoa mình muốn giới thiệu ở đây đó là một sản phẩm của nhà Park Rabanne, nó có tên là Park Rabanne Invictus. Về mặt lý thuyết đây là một chai nước hoa dùng cho mùa hè, nhưng đối với mình thích sử dụng chai nước hoa này vào mùa thu hơn đó. Với cái điểm mạnh nhất của nó đó là khả năng charge, độ lưu mùi trong không gian khi mà chúng ta di chuyển đó. Vì theo như mình được biết thì chai nước hoa này nó có sử dụng chất hedion, đây là một doping mùi, nó giống như kiểu là tăng cái độ lưu hương lại trong không gian khi mà chúng ta di chuyển. Do đó với cái thời tiết hơi se se lạnh và cái mùi ngọt khá là ok của Park Rabanne Invictus thì mình nghĩ rằng chúng ta xịt trong mùa thu là rất là lý tưởng đó. Ở vị trí số 10 là một sản phẩm của nhà Park Rabanne. Ở vị trí số 9 là một sản phẩm của nhà Versace. Đây là một chai nước hoa luôn luôn nằm trong top những chai nước hoa giá rẻ, và mình cũng đã một vài lần nhắc đến chai nước hoa này, Versace Dreamer. Đây là ngoại hình của em nó. Nhìn cái chai nước hoa này mình luôn nhớ đến Ai Cập bởi vì cái nét hoa văn này ở cổ chai. Ok, đây là một mùi hương kết hợp giữa thuốc lá, oải hương. Oải hương ở đây thì nó không phải dạng nồng giống như kiểu của Landerlome, mà đối với mình cảm nhận nó giống như kiểu là một đóa hoa oải hương đã ép khô, mà chúng ta có thể mua hay ra mua siêu thị mua những cái oải hương để ở trong phòng ấy. Thì cái mùi hương chai nước hoa này cộng thêm cái mùi hương của thuốc lá nữa thì nó giống na ná như thế. Đây là một mùi hương được đánh giá có cái nét tương đồng với Jean Paul Gaultier Le Mar hoặc là Amour's Reflection. Và để nói về mùi hương chai nước hoa này thì như mình đã nói, nó luôn luôn nằm trong top những chai nước hoa giá rẻ chất lượng cao. Không có gì để nói về chai nước hoa này. Ở vị số 9 đây là một sản phẩm của nhà Versace và có tên là Dreamer. Nếu như chúng ta luôn luôn cho rằng những dòng nước hoa designer thì có mùi phổ thông, trộm mũi, vậy mình muốn mời các anh em thử thưởng thức mùi hương của chai nước hoa này của nhà Hanem Mori, nó có tên là Him hay là Hatmore, hình như Hatmore, Hanem Mori Hatmore đó. Đây là một chai nước hoa về cơ bản nó giống như một ly kem ngậy đó, một ly kem ngậy, nhưng ở chai nước hoa này nó có sử dụng một nốt nguyên liệu mà thậm chí những nhà niche và indie cũng rất là dám ít dùng, đó là quả lý chua đen hay gọi là bright currant. Mùi hương của quả lý chua đen này thì như mình vẫn nói một vài video ngày xưa là nó có cái mùi giống như mùi nước hơi bị khai, giống như mùi nước tiểu mèo. Do đó rất ít những nhà nước hoa dám sử dụng loại nguyên liệu này. Thế nhưng ở chai nước hoa này thì với một cái sự kết hợp rất là tài tình của perfumer, khi mà đã tạo nên một cái mùi hương có hơi có cái vị chua và ngậy, giống như mình vẫn nói là một ly kem chanh. Nhưng nói như thế thì không nghĩa là đây là một chai nước hoa dễ thẩm, mà mình nghĩ rằng đây là một chai nước hoa mà khi mà chúng ta xịt, nếu như chúng ta thích thì sẽ rất là thích, và chúng ta ghét thì sẽ ghét, gọi là ghét cay ghét đắng, ghét bỏ luôn. Nhưng đối với mình đây là một chai nước hoa có mùi hương cá tính, và nếu như chúng ta cần một cái mùi hương độc lạ hoặc không bị đụng hàng, đặc biệt là chúng ta là một người khá là cá tính, chúng ta thích xịt những cái mùi hương không bị đụng hàng, thì Hanem Mori Hatmore này chính xác là cái mùi hương như thế. Ở vị trí số 8, chai nước hoa mình muốn giới thiệu cho anh em. Tiếp theo ở vị trí số 7 đó là một sản phẩm của nhà Azzaro, nó có tên là Azzaro Visit, cũng là một trong top những chai nước hoa giá rẻ chất lượng cao. Đây là một cái mùi hương có cái sự kết hợp của gỗ chất tùng, nhang và một chút ngọt. Có thể nói đây là một mùi gỗ rất là xuất sắc. Với cá nhân quan điểm của mình, đây là một mùi gỗ rất là xuất sắc, nam tính. Nếu như anh em nào cần một cái mùi hương chung là không quá già cũng không quá trẻ, và
có một cái nét nam tính sử dụng cho mùa thu này thì Azzaro Visit mình muốn gợi ý cho anh em đó ở vị trí số 1987. Tiếp theo nữa là một sản phẩm của nhà Cartier Declaration, một cái mùa hương đã ra mắt từ khá là lâu đời và đến bây giờ thì mình vẫn cho rằng đây là cái mùa hương, một trong những mùa hương xuất sắc của nhà Cartier. Có vẫn một tông mùi fresh spicy cay nồng nhẹ, nhưng ở chai nước hoa này thì đối với mình nó khá là không bị đụng hàng, rất là nam tính, lịch lãm và có một chút gì đó cổ điển. Nếu như các anh em nào thuộc tiếp người điềm đạm và chúng ta cần một cái mùi hương nó hợp với phong cách thì Cartier Declaration này mình muốn giới thiệu cho anh em ở vị trí số 6. Ở vị trí số 5 đó là một sản phẩm của nhà Replica có tên là Jar Club. Ngọt, ngọt và ngọt, đấy là tất cả những cái gì mình muốn giới thiệu anh em về mùi hương chai nước hoa này. Có thể là về ban ngày mùa thu thì nó hơi bị là nồng, thế nhưng mình nghĩ rằng vào buổi tối mùa thu thì nó là một cái câu chuyện khác. Chúng ta hãy thử tưởng tượng rằng trong một trong cái tiết trời hơi se se lạnh buổi tối vào mùa thu chẳng hạn, và khi một cơn gió thổi lùa qua nó lẩn khuất cùng với cái vị ngọt của Jack Club, nó là một cái cảm giác rất là tuyệt vời. Mình không thể diễn tả nổi, thế nhưng mình luôn luôn thích cái cảm giác đó, một cơn gió lạnh lẫn cùng với một chút vị ngọt của một cái mùi hương nước hoa nào đó, nó luôn làm cho mình rất là phê. Đó, thì ở vị trí số 5, Replica Jar Club, anh em cũng nên thẩm mùi, đây là một chai nước hoa khá là ok đó. Tiếp theo nữa đó là một sản phẩm của nhà Prada. Đây là một chai nước hoa có cái nét tương đồng với Spice Bomb, nhưng với cái phong cách làm mùi của nhà Prada thì nó luôn luôn có cái sự lịch lãm, nó luôn luôn có cái sự đàn ông rất là gentleman, lịch lãm. Chai nước hoa mình muốn nói đến ở đây đó là Prada Lunarossa Extreme, cũng với một cái tông mùi spicy, thế nhưng như mình đã nói, với cái cách làm mùi của nhà Prada thì đây là một chai nước hoa rất rất là lịch lãm, nhẹ nhàng và lịch lãm. Anh em nào mà thích cái phong cách quần Âu, áo sơ mi và chúng ta thích cái mùi hương sử dụng trong văn phòng ngày mùa lạnh chẳng hạn, nó chỉ hơi bám thoang thoảng nhẹ trên da chứ không gọi là ào ạt để mà gây khó chịu cho mọi người, thì Prada Lunarossa Extreme này là một trong những mùi hương như thế. Có một điểm khá đáng tiếc là những cái dòng sản phẩm của nhà Prada thì nó không quá là phổ biến ở Việt Nam, cho nên việc tìm mùi hương của chai nước hoa này thì mình nghĩ là hơi bị lách cách một chút. Nhưng nếu mà chúng ta có thể, hoặc là chúng ta ngại thì chúng ta có thể sử dụng chai nước hoa Bitter Rose Spice Bomb, bởi vì hai chai nước hoa này có cái nét tương đồng với nhau đó. Tiếp theo nữa ở vị trí số 3 đó là một sản phẩm Salvatore Ferragamo F-Black. Theo như mình nhớ thì không nhầm thì chai nước hoa này được chế tạo bởi Olivier Paul, perfumer của Chanel hiện tại. Và nói đến chai nước hoa này thì chúng ta chỉ cần đánh Best Cheap Fragrance đó, top những chai nước hoa giá rẻ, thì Salvatore Ferragamo F-Black luôn 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 là phải được nằm trong top list đó. Với mình thì mùi hương chai nước hoa này nó có cái nét tương đồng na ná với Chanel Eau de Rome Sport, một chút của Lanvin de Lôme, tất nhiên là không quá nhiều, phần nhiều là Chanel Eau de Rome Sport, thế nhưng mà nó mình nghĩ là nó nhẹ nhàng hơn và nó nhẹ nhàng. Và so với cái mức giá mà chúng ta bỏ tiền ra thì hiếm có chai nước hoa nào có một cách blend mùi tạo nên cái mùi hương rất là mềm mại, nhẹ nhàng như F-Black. Do đó các anh em nào mà yêu thích cái mùi hương sử dụng luôn cho cả thu đông, giá cả mềm mại, thì Salvatore Ferragamo F-Black mình muốn gợi ý cho anh em đó. Ở vị trí số 2 là một sản phẩm của nhà Banana Republic. Mùi hương chai nước hoa này thì nếu như chúng ta không thích mùi gỗ, hoặc là đã cảm thấy mùi gỗ hơi nhàn, chúng ta không thích cay nồng, chúng ta không thích thuốc lá gia thuộc, mà chúng ta thích một cái mùi hương nó hơi cá tính đó, có nghĩa là nó không thiên hẳn về nữ, nó cũng không hẳn là quá là nam, chúng ta thích một cái mùi hương nó giống như kiểu là một quả cherry ngọt chẳng hạn, một quả trái cây cherry ngọt. Thì ở đây mình muốn giới thiệu anh em một sản phẩm của nhà Banana Republic, Dark Cherry and Amber.
Đây là cái mùi hương khi mà xịt thì chúng ta sẽ có cảm giác giống như một quả sherry mà chúng ta vẫn hay thường thưởng thức cùng với những cái ly kem. Ở mùi hương này thì mùi hương này của nó thì nó ngọt, ngậy và cái vị cherry nó rất là rõ ràng đó. Cho nên nếu như các anh em nào yêu thích một cái mùi hương có thể gọi là khi mà chúng ta xịt chúng ta cần phải tự tin vào bản thân mình thì Banana Republic Dark Cherry and Amber chính xác là cái mùi hương như thế, một mùi ngọt của cherry mà ngậy ngậy một chút. Các anh em nào nếu mà thích cái sự khác biệt với phần còn lại, nó nôm na như thế, thì chai nước hoa này là cái sự lựa chọn, một trong những sự lựa chọn mình muốn gợi ý cho anh em đó. Và cuối cùng, nếu như các anh em nào yêu thích một cái mùi hương của chocolate hay còn gọi là gourmand, mùi hương của ẩm thực, mùi hương của thức ăn, chúng ta không thích những cái mùi hương nam tính kia, gai góc kia, mà chúng ta thích cái mùi hương thơm ngọt của chocolate, chai nước hoa nào mình muốn giới thiệu đến anh em đấy là Tiziana Terenzi Incontrastio. Đây là một mùi hương mình đánh giá rất là xuất sắc trong những top những chai nước hoa gourmand hiện là mình đang có. Một cái mùi hương chocolate rất là ok, ngửi rất là tuyệt vời, chỉ muốn lao ra ngay cửa hàng để mua một thỏi chocolate về ăn. Với cái độ bám mùi thì gọi là cực khủng, các anh em hoàn toàn sử dụng chai nước hoa này thu đông rất là ok, khả năng ghi điểm rất là cao. Anh em nếu mà có điều kiện thì nên thẩm thử chai nước hoa này, ok. Thì vừa xong mình vừa giới thiệu đến anh em top 10 chai nước hoa.